Ok, đây rồi nha. Mời em đến với kênh mình. Thì trong cái kênh mà anh em nhận mod thì của mình thì sử dụng cái cloud của mình thì nó là một cái mã. Cái mã này nhiều lúc nó bị lỗi rồi, thì gửi về được ấy thì mọi người không nhận được. Thì hôm nay mình tạo một cái cloud mới để cho anh em có thể lấy được mod. Thì em lưu ý là khi mà đăng nhập vào cloud thì chúng ta không được phép sử dụng ấy nhá. Bạn cần xác minh vận chạy bằng số điện thoại thì mình không nên. Chúng ta sẽ làm bước sau. Sau này sẽ đăng ký tiếp tục bằng cách lựa chọn này. Cách lựa chọn là cách lựa chọn khác đây. Bấm vào cách lựa chọn khác. Ở đây nó sẽ nâng cấp bảo mật tài khoản hoặc là không. Bấm không. Bây giờ sẽ đăng nhập vào. Đây bấm không nhập. Ok, vậy là nó đăng nhập vào rồi. Bấm iCloud, sau đó kiểm tra. Cái cho đó, cái đâu ẩn. Thôi, chưa nói hết. Đây, ta mở qua ra rồi nha. Rồi quay lại. Vào trong ARK mình để đâu rồi ta? Nối là phải nặng theo, không thì nó lại nó rất tối ra. Xong đó bấm play, bấm manga suy data, đó sẽ có một cái phần like lao ta bấm restore này có thể chơi được. Ok, thì mình đã cài sẵn rồi như thế này. Học chơi nữa. Nhớ là làm thật kỹ, chứ đúng không? Không được bấm linh tinh thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà mình cho về sau sử dụng. Đây là cái mod mình sẽ mod cho cả nhà. Đó, tài khoản này nó không mất tủ quá. Đây là một cái mod nhỏ. Dinosaur.
con titan. Này con titan này. Quét à. Đi ra một số. Đi ra. Đây cũng là con gì em. Mày bị hiểu sao ấy.
Thank you.